thông pha cho hết cái súng này nhá. Tôi để cái súng huyết tinh với cả thương hoang ngao lân ấy, thì khi Natalia nó xuống nó ganh nó sẽ không ganh được mình đâu. Hai súng đấy nó khỏe lắm, kết hợp lại với nhau thì cân ba được. Afe cũng được, Afe game này cũng được. Afe nào, game này Afe nha. Kiểu này là khả năng nó level 3 nó phòng xuống nó ganh tôi á. Đủ tôi cắm mắt đây luôn đi. Rồi, thế là thấy rồi này. Lời đấy. Đẩy bớt mấy con này trước đi đã nha nhá. Xong rồi bắt đầu mình mới rỉa máu này. Nó đặt cái lốc đây rồi. Né luôn. Bắn nó này. Bắn nó cái nữa này. Má các mày có ông lời chưa? Bắn nó cái này. Đổi súng này. Đổi liên tục luôn. Cái súng này thì để mình pha mình lấy máu. Đó, thôi để mình pha mình lấy máu. Còn súng kia là mình sẽ để rỉa máu. Thằng kia nó cầm kiệt sức à? Hay là hết kiệt sức rồi đấy. Hết kiệt sức rồi, hết heal luôn rồi. Giữ đây nha, mình cứ giữ đây nha anh em nha. À đây đang bách về này. Lính đẹp này anh em này, về phần này này. Con này tăng max đam với cả max sát lực trước bạn ơi. Mình tăng đam với cả sát lực trước nha. Thôi pha cho hết cái súng này nhá. Tôi để cái súng huyết tinh với cả thương hoang ngao lân ấy, thì khi Natalia nó xuống nó ganh nó sẽ không ganh được mình đâu. Hai súng đấy nó khỏe lắm, kết hợp lại với nhau thì cân ba được. Afe á, Afe thì công lên cái cuồng cung ấy, cuồng cung nó giống như kiểu con Kalista á không. Đó là những cái súng kia là nó sẽ kích hoạt được nội tại. Cuồng cung sẽ là cái trang bị ưu tiên trước của cái con này. Rồi sau đó công lên thêm kiểu cái đại bác là cái ma vũ thì đấy là tùy thôi, tùy anh em thôi. Đẩy vô nhẹ đấy thôi, về. Về chưa được, về được. Họ nó ra mít rồi. Lùi lại nhịp này. Cắm cái mắt đây nhá. Tôi sẽ đợi đủ đồ rồi tôi mới về cơ. Chứ giờ mình chưa về vụ. Thằng này nó cũng đang thọt này. Nó còn chưa lên được nước mắt. Phút được 8 mà chưa lên được nước mắt là rất là lâu. Mình có thể khỏe rồi đấy. Để tiếp tục cho bạn 30 sao mùa một sữa. Anh Long có lưới lều nhiều lần chưa? Trời ơi. David từ cho bạn 20 sao mua hộp sữa. Hỏi anh Long có biết nếu lều cô. À anh ta, anh không em ạ, anh chỉ biết lưu lưu thôi. Anh biết lưu lưu nhưng không có biết lều lều. Thằng Talia này nó di chuyển toàn map luôn đấy. Mỗi lần là tôi đi đâu tôi lại gặp nó mà. Nó hình như Ire nó vừa tới lên đúng không? Ire nó vừa tới lên trong góc này này, thì phải này. Ôi, bây giờ mình đợi có lát đã nhá. Đây, góc này này, góc này này. Đó, góc này này. Ui. Ây à. Shibai. Ui, chết luôn kìa. Chắc là game này tôi phải lên Ma Vũ rồi. Ma Vũ quá. Ma Vũ với cả cái cuồng cung nha. Hay quá ngựa ơi. Ôi ôi. Thơm bơ. Kèo đấy là con mít hơn đấy. Con mít hầu như là đi đang hơn mọi kèo mà. Có đánh kèo với cả con Afe thì kèo đấy là kèo ngang thôi. Còn đường mít Vorton đang đi hơn kèo. Hoặc là mít Vorton phải gặp con gì nhỉ? Ma đất sát lực. Giờ cái này tôi lên cái ma vũ rất là khỏe. Mẹ là ăn nhiều mạng cho tôi xin nhá. Khiếp mấy ông mày đánh dễ tính ghê, xin cái cho ngay. Không như thằng Levi. Tôi xin không bao giờ cho tôi thể các ông luôn. Tôi nó đã không cho tôi dừng rồi nó còn ra nó xin ngược tôi cơ.
là mày ơi cho tao bãi bãi quái này, đẩy không kịp đâu các thứ này nọ. Thằng Khánh ấy, đi chăng đánh với mấy ông rừng này tốt bụng vãi trưởng, kiểu mình chỉ xin nhẹ thôi là mấy ông cho liền rồi. Để tiếp tú cho bạn 20 sao mua hộp sữa. Hè này vô team nào đánh giải của anh hay quyết tâm SBTC Chai Harad từ B lên? Anh quyết tâm SBTC Chai Harad từ B lên rồi. Anh là không đánh với Levi, không đánh với cả địa thì anh không xin ai đâu. Thật thật sự là đến lúc mà mình muốn nghỉ là mình chỉ kiểu mình muốn đánh nốt ấy. Thật sự là đánh nốt là đánh với cả Levi với cả địa, mình muốn đánh lại thôi. Thì rồi mình sẽ cố gắng hết sức để mình đánh cái mùa giải đấy. Mà mình nghĩ sức của mình thì đánh vẫn được. Nhưng mà sau cái vụ vừa rồi thì chắc là thôi bạn ạ. Chuyện duyên mình lỡ rồi. Duyên mình lỡ rồi mà. Ăn gái biết ngay. Áp ca là áp ca, chúng nó vẫn đang đánh như kiểu. Chắc cái súng theo hoa lần này nó khỏe thật chứ. Bắn tầm 3 nhấp là chết luôn đấy. Một thằng nào thế. Ê chính ra là tôi đánh, tôi công có để ý là tôi gặp Chu Mỹ Linh là tôi toàn thắng không. Chu Mỹ Linh kiểu mang đến niềm vui cho mình vãi. Tao không gặp Chu Mỹ Linh là win à. À Afen đang đam xong mắc đam xong rồi lên sát lực nha bạn nhá. Tại vì mình lên hồ hai đồ tốc đánh rồi này bạn, cho nên mình lên sát lực nhá. Để mình trừ thẳng vào giáp đó luôn bạn ạ. Hello Tèo nhá. David tú cho bạn 20 sao mua hộp sữa. Hơi tế nhị trí nhưng có bao giờ anh bị nợ lương khi làm tuyển thủ cô lâu của anh? À nợ lương á, cái vấn đề là anh chưa gặp em ạ. Thực ra ấy, bờ công từ tôi thì tôi đưa ra một cái giả thuyết như này. Cảm ơn Tú nhưng mà tôi đưa ra một cái giả thuyết như này. Cái việc mà nợ lương, thực sự nếu mà không làm kinh doanh nhá. Bây giờ công đặt trường hợp mình là công một là một người kinh doanh. Nếu mà ở Việt Nam mình thì tôi cảm giác như kiểu nó khó lắm. Phải là cái vốn đầu tư từ nước ngoài thì mình có nhiều tiền để có thể trả lương cho tuyển thủ được. Cái mức lương thì mình xin phép là mình thực sự mình không biết được bây giờ mức lương tuyển thủ nó là bao nhiêu. Nhưng mà để mà nói về cái vấn đề lượng lương ấy thì chắc chắn là cái mức lương phải rất là nhiều. Nó phải cỡ khoảng tầm chắc phải 4-5 chục rồi đấy, khoảng 6-7 chục. Tức là một người nhá, một người một tháng ấy. Thì cái vấn đề lợi lương mà mới có. Tôi có thử suy nghĩ xem bây giờ 5 thằng đi, 5 thằng tức là một tháng. Một tháng nó rơi khoảng tầm phải là 300 triệu. Đúng không? 300 triệu cứ nó cho tính đấy đi. 300 triệu đi là tiền lương rồi. Xong rồi tiền ăn, bao ăn ở. Nó cũng phải rơi vào khoảng tầm cũng 4-5 chục nữa, không phải sắp xỉ đấy đi. Không thể lệch được. Thôi từ từ chạy cái. Chạy cái lá các bạn, mà nó dí tôi ghê quá. Đấy, nó phải rơi vào tầm đấy. Xong rồi bắt tầm tiền rồi này kia này nọ, nhiều thứ chứ. Nhiều thứ. Nếu mà để mà lập ra một team ấy, công bet là công trong túi ông phải có khoảng tầm 300 triệu đến 400 triệu. Đấy là chưa tính lên lời đâu nha. Chưa tính lời đâu ấy. Chỉ là mới tính là tiền để lập team đấy đấy. Nếu tính tiền để lập team chưa tính lời lỗ gì đâu nha. Và chắc chắn là cái số tiền đấy là công là đầu tư. Đầu tư là chưa biết lời lỗ. Nhưng mà đầu tư đã. Thì đấy là ý em là ví dụ mà nợ lương ấy. Thì em nghĩ là cái số tiền nó phải như thế. Chứ không có một cái tổ chức nào lớn mà có thể nợ khoảng tầm 10 triệu, 20 triệu cả. Đúng không? 10 triệu thì nó em nghĩ là nó đơn giản hơn một tổ chức thôi. Như kiểu số tiền lẻ trong người họ đó em nghĩ vậy. Đấy là em nghĩ thôi. Chứ không phải là em khẳng định nha anh em nha. Cái là nó phải đấy nha. Rõ ràng nha. Là em nghĩ vậy. Chứ nhưng mà nhắc về vấn đề lợi lương thì tất nhiên là phải lớn rồi. Phải lớn thì người ta mới nợ chứ. Thế làm gì có chuyện 10 triệu, 20 triệu mà người ta nợ được. Như thế nó mất quan điểm, nó mất hình ảnh ra. Đấy. Chắc chắn nó phải rất là cao. Thì mới có cái vấn đề nợ lương xảy ra. Em thì không biết là bao nhiêu thôi. Và mình cũng không nên hỏi những cái vấn đề đấy. Tại vì nó khá là tế nhị. Như thằng Levi ấy, em không bao giờ hỏi là lương mày bao nhiêu cả. Đó.
không bao giờ hỏi cái câu đấy cả, vì mặc dù là bạn nhá, dù là bạn đấy, mà mình sẽ không bao giờ mình hỏi câu đấy, bởi vì nó như là cái miếng cơm của nó rồi. Ví dụ mình hỏi xong kiểu mình cũng tham lam hay là mình cũng muốn vậy thì nó sẽ bị nằm ra cái gọi là cái ganh ghét, cái mưu cầu, cái ganh ghét trong đầu mình. Tiền giải thưởng chia cho ai nhiều trong team á? Cái này thì tôi không nhớ thật sự. Từ lúc mà tôi đánh Tông Gam chưa bao giờ tôi biết là cái mức lương của tôi nó được bao nhiêu cả, thật sự luôn, chưa bao giờ tôi để ý luôn á. Chưa bao giờ tôi biết cái mức lương của tôi được bao nhiêu đó, và tôi chỉ là tôi đánh thôi, tôi cứ đánh thôi. Ví dụ anh nhị cho tôi bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu đó, anh nhị cho tôi bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu à. Chưa bao giờ tôi hỏi đâu, cái này là chưa bao giờ tôi hỏi cả. Xong rồi tiền thì cứ mỗi lần tôi đánh xong đến tháng, các anh thử nghĩ là một tháng đi, cái hồi mà tôi đánh ở Gam nhá, không bao giờ tôi biết là mức lương của tôi bao nhiêu cả. Đấy là chỉ là đánh thôi, cứ đánh thôi, lúc đấy là hết mình về tổ chức luôn đấy. Cứ đánh là mình cần cái danh hiệu là chính, đang cần danh hiệu mà. Thế là tôi không nghĩ về cái lương của tôi đâu, tôi chỉ muốn là mình được vô địch cái thứ này nọ thôi, còn anh cho bao nhiêu thì cho. Đấy, thế thì mới có cái vấn đề xảy ra là lúc đấy là tôi khóc đấy, tôi khóc tôi kêu là giờ anh đánh không cho em lương cũng được, em cần deck gì đâu, nhưng mà anh phải tôn trọng em,